người như nước cuối trời mây, nước chảy qua cầu, mây bay trên đầu, nước mây không hẹn hò, nhưng muôn thuở còn tìm nhau. Đời ta cuồn cuộn, từng là nước, từng là mây, khi dòng danh qua gành cả đồ, khi làm mưa tắm mát ruộng đồng. Dòng đời như gió cuốn đầu non, gió thổi quá mạnh, vì vô an lành. Bay không hẹn về, đi đi hoài chẳng về đâu. Cuộc đời ta lồng lộng, từng là gió, từng là cây, khi gieo răng cuốn về tố bào, khi thầm trao mến ai từ tình. Làm mây bềnh bồng vô định, khi ngủ quên, khi ngủ quên, ta che cả cuộc đời. Người ơi có biết ta là ai? Ta không là gì mà là tất cả. Ta lưu truyền, ta lưu truyền khắp cùng mọi nơi. Việc gì
Thì trong thời gian chúng tôi đi 20 ngày, thì ngày đầu tiên thì đi ra tới ngoài đó nghỉ. Từ ngày thứ hai, tức là ngày 14 tháng 2, thì tôi mới tiếp xúc với những nơi mời để sắp đặt cái chương trình giảng, nói chuyện. Đến ngày rằm tháng 2, thì bắt đầu sáng hôm đó, tôi nói chuyện trong viện Hán Nôm với đề tài là những mốc lớn của Phật giáo Việt Nam. Từ 16 tháng 2 cũng nói chuyện ở trong viện Hán Nôm với đề tài là Thiền Tông Việt Nam. Rồi 17 tháng 2 tôi cũng giảng trong viện Hán Nôm với đề tài là Giáo Ngoại Việt Truyền của Thiền Tông. Buổi chiều hôm đó thì chúng tôi có vô chùa Đình Quán giảng và quy y. Rồi ngày 18 thì chúng tôi có tổ chức đi thăm đền Hùng. Đến ngày 19 thì chúng tôi giảng ở tại trụ sở Văn Nghệ Nhân Gian do ông phó giám đốc là Trần Quốc Phượng mời. Rồi tới ngày 20 thì đi thăm một ít nơi. Ngày 21 thì sáng thì giảng tại trường Đại học Tổng hợp với đề tài là Thiền Tông Việt Nam khác với Thiền Tông của các nước khác ở điều gì. Rồi ngày 22 cũng giảng tại trường Đại học Tổng hợp với đề tài là đặc điểm Thiền Trúc Lâm Niên Tử. Đến ngày 23 thì giảng ở trường Đại học Văn Hóa, đề tài là Phật giáo Việt Nam. Đến ngày 24 cũng giảng ở tại Đại học Văn Hóa, đề tài là Chánh Tín Mê Tín. Đến ngày 25 thì bắt đầu thì giảng ở tại Hội Liên Hiệp Khoa Học Kỹ Thuật. Thì như vậy, ở Hội Liên Hiệp Khoa Học Kỹ Thuật chúng tôi giảng 3 buổi. Tới ngày 29 thì đi trên chùa Đại Bi, Đại Bái thăm và cũng nói chuyện ở trên đó. Như vậy thì cuối cùng tới ngày chót thì chúng tôi giảng và quy y tại chùa Trường Lâm. Thì như vậy với cái thời gian 20 ngày thì công việc làm nó đều đặn, chỉ có được trống 1-2 bữa riêng. Thì những buổi trống đó thì chúng tôi đi thăm các chùa mà hồi trước tôi chưa có thăm được. Đó là cái công tác đi 20 ngày vừa qua ở Hà Nội. Bây giờ bắt đầu vô trong cái bài giảng. Bài giảng hôm nay thì chúng tôi giảng về Thiền Sư Pháp Loa, là tổ thứ hai phái Trúc Lâm Niên Tử. Ngài sinh năm 1284, tịch năm 1330. Sư tên thật là Đồng Kim Cương, sinh năm Thiệu Bảo thứ 6, 1284. Ngày mùng 7 tháng 5, quê làng Cửu La, phủ Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Cha là Đồng Thuần Hậu, mẹ là Vũ Từ Cứu.
Trước khi siêu sanh, Thanh Mẫu nằm mộng thấy có người trao cho Thanh thần kiếm. Bà thích lắm nhận lấy, từ đó bà biết có thai. Vì trước kia bà sanh liền 8 người con gái nên chán ngán. Phen này bà có cố tình uống thuốc phá thai nhưng đều vô hiệu. Đến khi sinh ra sư, bà mừng lắm, đặt tên là Kiên Cương. Sư Thiên Tư dịch đỉnh ngộ, miệng không nói lại ác, ăn không thích thịt cá. Thì như vậy, qua cái đoạn tiểu sử này thì chúng ta thấy Ngài Pháp Loa đã có cái chủng tử lành từ nhiều đời, cho nên khi ra đời nó có những cái đặc điểm khác hơn người thường, nhất là còn bé mà không nói lời ác, không ăn thịt cá, tức là ăn chay. Niên hiệu Hưng Lâm thứ 12, 1304, điều ngự, tức là điều ngự giác hoàng, vua Trần Nhân Tông dạo đi các nơi, phá dâm từ. Dâm từ là những miếu thờ thần không chánh đáng, và ban pháp dược đến mạng sông Nam Sách. Sư đến lễ bái xin xuất gia. Năm này sư được 21 tuổi. Điều ngự trông thấy bằng lòng nói: kẻ này có đạo nhãn, sao ác làm pháp khí. Vui vẻ tự đến đây, Ngài bèn cho hiệu là Thiện Lai. Thiện Lai giống như ngày xưa Phật mà có vị nào đi xin xuất gia mà có cái chủng tử lành, Phật liền kêu sao Thiện Lai tỳ kheo rồi sao nữa. Đấy, râu tóc rụng hết, còn này kêu Thiện Lai mà chưa có rụng. Dẫn về Liêu Kỳ Lăng ở Linh Sơn cạo tóc và thọ giới sa di. Ngài dạy đến tham vấn với Hòa Thượng Tánh Giác ở Quỳnh Lập Quá. Ở đây sư tìm đủ cách thưa hỏi mà không được khai ngộ. Sư tự đọc bộ kinh Hải Nhãn. Bộ kinh Hải Nhãn thì bộ kinh này nó nằm ở trong Đại Tạng, mà cái bên cái phần thuộc về Mật Tông thì gọi kinh Hải Nhãn. Nhưng mà kinh này nếu đối chiếu lại thì tức là kinh Thủ Lăng Nghiêm. Đến bãi chỗ Hải Tâm và đoạn Vũ Khách Trần ở sau, xem đi xem lại nhiều lần, bỗng nhiên sư có chỗ vào. Sư từ tạ Hòa Thượng Tánh Giác, trở về tham yết với điều ngự. Cái chỗ này ngày xưa tôi đã từng nói, lúc còn ở với Phật Quang chúng tôi cũng được học kinh Lăng Nghiêm. Mà đến bãi chỗ Hải Tâm và cái Vũ Khách Trần làm cho chúng tôi rơi nước mắt. Thì tại sao vậy? Vì bảy chỗ Hải Tâm là Đức Phật sau khi hỏi Ngài A Nan, ông lấy cái gì thấy, thì nói lấy tâm mắt mà thấy. Thì hỏi mắt ở đâu thì trả lời dễ rồi, hỏi tâm ở đâu thì chỗ đó. Ngài A Nan trả lời tới 7 phen mà Phật không có thừa nhận. Thì hằng hữu thường nhiên không có biến đổi, mà vọng tâm thì sinh diệt liên miên, chợt có chợt không. Mà chúng ta không biết được cái chân tâm, chỉ cố bám vào cái vọng tâm cho đó là tâm mình thật. Vì vậy mà Đức Phật Ngài mới dùng cái thí dụ. Phật nói rằng ví như có người chủ nhà, chủ của cái nhà đó là cái nhà cho người ta nghỉ trọ. Cái người khách nghỉ trọ họ đến, họ nghỉ một đêm, sáng thì họ quải hành lý họ đi. Còn cái người chủ nhà đó có đi hay không, nghĩa là khách tới
tạm đến ở rồi đi, còn cái người chủ nhà thì luôn luôn ở tại đó. Đó là để nói rằng cái vọng tâm giống cũng như người khách đến rồi đi, còn cái chân tâm giống cũng như người chủ thường ở không có vắng mặt. Đó là cái thí dụ thứ nhất. Cái thí dụ thứ hai là trần. Trần tức là bụi. Thì trong kinh Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy rằng sáng, buổi sáng mặt trời lên, rồi nhìn qua những cái kẽ hở trong nhà, những cái kẽ hở đó có lằn ánh sáng chiếu vào, chúng ta để mắt nhìn kỹ trong cái khoảng hư không mà có ánh sáng chiếu vào đó thì có cái gì? Có cái bụi nó lăn xăng, lăn xăng, lăn xăng. Thì cái bụi đó gọi là trần. Thì bụi nó lăn xăng, di động, đổi dời. Nhưng mà cái khoảng hư không của cái nhà nó có di động, có đổi dời không? Không có. Nghĩa là cái bụi thì nó luôn luôn đảo qua lộn lại, đổi dời. Còn cái hư không của khoảng nhà, trong cái nhà đó không bao giờ có đổi dời. Thì như vậy bụi là ví dụ cho vọng tâm, mà hư không trong cái nhà ví dụ cho cái chân tâm. Như vậy thì chân tâm là cái không đổi dời, mà động tâm, vọng tâm thì luôn luôn là đổi dời. Đó, thì từ hai cái đó mà chúng ta mới hiểu rằng nơi chúng ta có cái chân thật bất sinh bất diệt mà chúng ta quên. Chúng ta chỉ nhận cái tướng sinh diệt làm thân mình, làm tâm mình. Vì vậy mà chúng ta phải luân hồi sinh tử. Ngài đọc tới đây nghiền ngẫm năm ba phen, bỗng nhiên Ngài có chỗ vào, tức là nhận ra được mình có cái chân thật và biết được cái tướng hư vọng, không có bị kẹt nữa. Khi nhận được cái này, Ngài mới từ tạ và thượng tánh giác để trở về tham yết với điều ngự giác quan. Gặp lúc điều ngự thượng đường, sư ra thưa hỏi, liền được tỉnh. Điều ngự nhận biết, bèn cho sư theo hầu hạ Ngài. Một hôm sư trình cả ba bài tụng, điều ngự chê cả. Sư thưa thỉnh mấy phen, điều ngự dạy phải tự tham. Sư vào phòng, đầu óc nặng trĩu, thức đến quá nửa đêm, trông thấy bông đèn tàn rụng xuống. Sư chợt đại ngộ, sư đem chỗ ngộ trình lên điều ngự. Ngài thầm nhận ấn khả, từ đây sư thệ tu theo 12 hạnh đầu đà, tức là khổ hạnh. Thì như vậy Ngài tự tham cứu cho đến khi mà cái bông đèn nó rơi xuống thì Ngài được tỉnh giác. Tỉnh giác rồi Ngài trình thì điều ngự mới ấn khả cho. Thì từ đó về sau Ngài nguyện trọn đời tu theo cái khổ hạnh, tức là hạnh đầu đà. Đến niên hiệu Hưng Long thứ 13, 1305, điều ngự đem sư lên Liêu Kỳ Lân cho thọ giới tỳ kheo và giới Bồ Tát. Thấy chỗ thăm học của sư đã thành đạt, điều ngự cho hiệu là Pháp Loan. Như vậy thì thuở nhỏ ở gia đình tên là Kiên Cương. Khi gặp Ngài điều ngự thì Ngài gọi là Thiện Lai. Thì tới bây giờ khi mà thấy Ngài ngộ đạo được rồi, đủ tư cách để mà làm lợi ích cho chúng sinh, cho nên để hiểu là Pháp Loa. Loa là cái gì? Loa biết cái gì không? Chữ loa là hồi xưa người ta có lẽ có con ốc lớn đó, người ta thổi đó, giống như cái tù vài đó. Cái loa là cái con ốc lớn, có cái đám tiệc lớn, có cái lễ ở chùa, ta lấy con ốc đó ta thổi để cho tất cả họ
biết cái hiệu lệnh mà đến. Như vậy thì pháp loa tức là cái con ốc mà thổi ra cái chánh pháp đó. Năm Hương Long thứ 15, sư được 24 tuổi, điều ngự trụ ở Am Thiên Bảo, Thiên Bảo Quan, có 7-8 người thị giả mà sư là đứng đầu. Điều ngự vì sư giảng Đại Huệ Nữ Luật. Đến tháng 5, điều ngự lên ở Am trên đảnh Ngọc đảnh Mạ Vân Phong. Ngài rằm làm lễ Bồ Tát, tức là sám hối tụng giới xong, điều ngự đuổi mọi người xuống, lấy y vá và viết tâm kệ trao cho sư dạy khéo gìn giữ. Thì như vậy, ngài năm 24 tuổi thì được truyền pháp, truyền kệ. Năm Hương Long thứ 16, 1308, vào ngày 1 tháng Giêng, sư văn lĩnh điều ngự làm lễ nối pháp trụ trì tại nhà Cam Lồ, chùa Siêu Loại. Khai lễ có vua An Tông và đình thần đến dự. Điều ngự lên đàn thuyết pháp rồi nhường chỗ cho sư giảng đạo. Lễ xong, điều ngự đặt sư kế thế trụ trì chùa Siêu Loại và làm chủ Sơn Môn Yên Tử, là đời thứ hai của phái Trúc Lâm. Điều ngự còn trao cho sư hơn 200 bộ kinh sử và bảo An Tâm sung cúng vào chùa cả trăm khoảnh ruộng. Thì như vậy là năm ngày bao nhiêu tuổi? Không mấy. Năm 27 tuổi lãnh trụ trì, phải không? Và điều khiển cả cái giáo hội. Bây giờ mấy người lớn lớn ở đây nhiêu tuổi rồi? Vậy mà giao cái gì cũng sợ, sợ làm không nổi, phải không? Thì người xưa mới có mấy mấy tuổi mà đã lãnh một trọng trách như vậy, thì người nay trên 30 tuổi mà giao còn sợ, chưa có dám nhận, chưa dám lãnh, thì đó là nhát quá. Tháng 11 năm ấy, 10308, điều ngự tịch sư Phụng Mạng cung nghinh Xá Lợi về kinh đô. Trở về núi, sư soạn lại những bài tụng của điều ngự lúc ở Thạch Thất, làm thành quyển Thạch Thất Mỹ Nữ. Thì những cái bài tụng, bài kệ của ngài điều ngự, ngài kết tập lại hết thành một bộ sách để là Thạch Thất Mỹ Nữ. Tức là trong cái thất đá, mỹ nữ là sao? Tức là những cái lời nói mớ ở trong thất đá. Bởi vì chúng ta cứ nghĩ lời của Phật nói là lời vàng, lời ngọc. Lời của các vị tôn túc cũng là lời vàng, lời ngọc. Nhưng mà thực tình đối với thiền sư thì coi như những cái lời mình giảng dạy, nói đông nói tay, đó là cái phương tiện đánh thức người mê. Chứ đã là lời nói thì có thiệt không? Nó không có thiệt. Cho nên coi là như lời nói mớ vậy, chứ nó không có giá trị thực. Tùy duyên, tùy cảnh. Tùy duyên tùy cảnh cho nên nói coi như là lời nói mớ chứ không có thiệt. Năm Hưng Long thứ 19, 1311, sư Phụng Chiếu tiếp tục khắc bản Đại Tạng Kinh. Sư Gia Bảo Sát làm chủ việc này. Tháng 4, sư giảng truyền Đăng Luật tại chùa Siêu Loại. Sau đó Huyền Quang trình kiến giải, sư đều chấp nhận.
năm Hưng Long thứ 21, 1313, vào tháng 9, sư phụng chiếu đến chùa Vĩnh Nghiêm ở Lượng Giang định chức cho tăng đồ. Chúng tăng từ đây mới có sổ bộ, chính sư là người cầm sổ bộ ấy.